một lần nữa diễm liên xin kính chào quý vị thân mến diễm liên vừa trở về với chương trình vương tới vì sao lần thứ hai của new skin kính thưa quý vị một chương trình rất là nóng bỏng rất là hot à, từ khán giả cho tới à, anh chị em nghệ sĩ cũng như là gì mới đang là anh bằng kiều à, diễm liên với anh bằng kiều đã cùng trên sân khấu hai hai anh em coi như là cùng à, mỗi người mỗi shot của nước gấp cho nên quậy tung trên sân khấu luôn à, có lẽ là diễm liên nghĩ là mình hát hoài không thấy mệt hôm đó có lẽ là um, hai tháng qua Diễm Liên mỗi ngày vẫn sử dụng Age uh, Lock Youth và cũng như là nước gấp mỗi ngày kính thưa quý vị, do it. tại vì nó nó giúp cho quý vị không có làm việc không biết mệt mỏi uh, và mình mình suy nghĩ mau mau lẹ lắm như không có thấy mệt cho nên uh, Diễm Liên recommend quý vị là nên sử dụng Age Lock Youth cũng như là cái nước gất cùng mỗi ngày uh, mỗi ngày hai lần nhé quý vị nhớ nhớ nha rất là tốt Diễm Liên rất là thích và sau đây thì uh, như đã hứa với quý vị uh, vào đợt vừa rồi thì Diễm Liên sẽ sử dụng cái bộ kem dưỡng da của New skin thì chắc có lẽ là thời buổi này nam hay là nữ đều chọn cho mình một cái 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 một cái loại kem nào đó để hợp với cái làn da của mình thì tại sao mình không thử cái mới diễm liên thấy người ta người nào thích cái gì là diễm liên vẫn cứ thử thì diễm liên đã thử này nó có ba một bộ kem dưỡng da này nó có ba ba loại cái thứ nhất là cái loại uh, cleanser and uh, tone thì theo như cái trải nghiệm của diễm liên á thì khi mà khi mà diễm pump ra ba ba thâm rồi diễm xoa vô hai cái lòng bàn tay diễm rửa xong thì da diễm là thuộc là loại da rất là khó chịu dễ bị khô oily nhưng mà là khô cho nên nhưng đối với cái cái loại này thì diễm liên cảm thấy là khi mà mình rửa xong á diễm liên có thể cảm nhận được cái độ mềm của da ngay lập tức không có bị căng bị thường thường nếu mà quý vị xài một cái loại size mà nó có nhiều chemical quá thì diễm nghĩ, nghĩ là diễm hay bị da căng và khô cái đó là diễm cảm nhận đối với cái sản phẩm này và sau đó nếu mà ban ngày thì là diễm nên sử dụng loại kem cho ban ngày moisturizer for cho ban ngày mình bóp ra một tí diễm nên bóp ra một tí xoa đều massage trên mặt sau đó mình mới bỏ make up rồi lên rồi nguyên một ngày và buổi tối cũng vậy kính thưa quý vị lại trở lại với lại uh, Cleanser and và sau đó là kem cho ban đêm. Diễm Liên nghĩ đây là cái cái rất tốt cho cái mùa mùa đông sắp tới dành cho những người da bị khô mùa đông thì cái cái khí hậu lạnh thì cái da quý vị sẽ bị khô thì đây là một cái rất là tốt diễm liên recommend quý vị tại vì diễm liên đã xài qua rồi đánh một lên một lớp ngủ qua một sáng hôm sau quý vị có thể feel ngay cái cái độ mềm của da mình không có bị khô không có bị những cái cái gọi là cái da cái khô nó nó bị sần 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 lên đó diễm liên không thấy được điều đó mặc dù cái da diễm liên rất khó chịu nhưng mà diễm liên cảm thấy là I'm comfortable with this um, diễm liên sẽ tiếp tục xài và sẽ nói thêm cho quý vị uh, nó sẽ như thế nào trong hai tuần tới nhé và có một cái nữa diễm liên đang nghe quý vị sầm xi rất là nhiều đó là cái face spa cái máy face spa diễm liên nghĩ là đợt tới diễm liên sẽ trải nghiệm cái cái, cái, cái máy face spa qua và diễm liên sẽ chia sẻ với quý vị diễm liên sẽ cảm nhận như thế nào cho quý vị nghe nhé và well uh, that's it for today so diễm liên mong quý vị uh, vẫn sử dụng những cái sản phẩm của new skin và ngay cả diễm liên cũng vậy và hy vọng là it's come out good thank you